Theo Vân được biết thì Blackca chọn về team của anh Huawei. Thật sự là thời điểm đó trên mạng xuất hiện rất là nhiều comment mà rất là tiêu cực. Thì khi mà đọc được cái comment đó thì có nói chuyện với anh Huawei không? Hai người có Nhưng không, tức là khán giả hoàn toàn được quyền vậy nha. Tức là mọi người cứ hoàn toàn nên làm những cái giả thuyết đó là cái điều tốt nên xảy ra để cho một cái câu chuyện nó hay ho hơn. Còn cái chuyện mà Blackca anh Huawei có nói về vấn đề này không thì có. Tức là lần nào mà Blackca đi vô gặp anh Huawei chung với cả team, Huawei cũng là chào huấn luyện viên Blackca. Nghe Blackca cũng phải dạ chào huấn luyện viên Huawei. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rock Việt. Khi mà hợp tác với lại anh Huawei, trong cái quá trình mà hai người làm việc với nhau có bao giờ xảy ra mâu thuẫn chưa? Nói là mâu thuẫn thì chắc là chưa, nhưng có những cái moment mà Black cũng chưa có hiểu anh Huawei lắm. Cứ như là bản thân mình nghĩ là anh Huy cũng chưa có hiểu mình lắm. Đó là anh Huy là một người nghiêng về thiên nhiên, yêu quý thiên nhiên này nọ. Mình cũng yêu quý thiên nhiên, nhưng mà Blackca lại nghiêng về kiểu urban boy hơn. Mình là kiểu phố thị hơn. Mình vẫn thích đường phố, mình vẫn thích phố thị rất là nhiều. Mình thưởng thức được cái điều đó, nhưng mà mình không phải là một người thực sự am hiểu và tường tận về cái chuyện đó đến mức như anh Huy. Thì mình cũng rất là mở lòng để xem coi cái tình yêu của Huy cho những cái chuyện như vậy như thế nào. Dạ, còn Shijin hợp với là anh Binzy hơn là anh Karik. Lúc mà thi thì mình cũng đã chia sẻ là mình không nghĩ là mình được nón vàng để mà có quyền lựa chọn. Trong đầu mình set sẵn là ai đập đầu tiên thì mình sẽ chọn người đó. Dạ, vô tình là anh Karik đã bấm chọn đầu tiên. Tại vì cũng đọc là Shijin cũng chia sẻ là muốn về team của anh Bin Binzy trước đúng không? Vậy Shijin có thể chia sẻ nhiều hơn về huấn luyện viên của mình không? Đấy là tính cách giống hợp với mình. Giống một cái nhân vật truyện tranh nào đó mình không biết là Huy của Huy Trang hay là hàng gì. Hàng gì? Chung một con phố đó. Chung một con phố. Theo Vân được biết thì Blackca chọn về team của anh Huawei. Thật sự là thời điểm đó trên mạng xuất hiện rất là nhiều comment mà rất là tiêu cực. Thì khi mà đọc được cái comment đó thì có nói chuyện với anh Huawei không? Hai người có Nhưng không, tức là khán giả hoàn toàn được quyền vậy nha. Tức là mọi người cứ hoàn toàn nên làm những cái giả thuyết đó là cái điều tốt nên xảy ra để cho một cái câu chuyện nó hay ho hơn. Còn cái chuyện mà Blackca anh Huawei có nói về vấn đề này không thì có. Tức là lần nào mà Blackca đi vô gặp anh Huawei chung với cả team, Huawei cũng là chào huấn luyện viên Blackca. Nghe Blackca cũng phải dạ chào huấn luyện viên Huawei. Thì thực sự là mình cũng học hỏi được Huawei rất là nhiều. Ở cái vòng 2, cái lúc mà Blackca diễn mà như vậy nè, thì cái đó là Huawei chỉ á. Cái đó ba của Blackca gọi là đại bàng đắp cánh. Theo Vân được tìm hiểu thì trước đây Shijin thường gặp những cái vấn đề về những cái bình luận không hay trên mạng xã hội á. Có một câu là tia lửa mém cầu kỳ, thì điều gì xảy ra với cái câu rap đó, cái đoạn đó? Thật ra thì cái câu đó mình thấy nó bình thường, giống như là những cái mà la 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 của người khác thì cái câu đó cũng đâu có nghĩa gì đâu. Thì tại sao phải bắt cái câu của mình nó phải có nghĩa? Why? Có những người khi họ nói những cái ngôn từ đó khiến những cái âm vật đó nó có nghĩa, nó làm bác cảm thấy rất là nhiều. Nên là đôi khi là mình nên mở lòng xíu, mình hiểu ý đồ của Shijin. Nhưng mà mình hiểu ý đồ của Shijin. Lúc đó Si cũng không muốn giải thích, nhưng mà Si lại giải thích. Mình giải thích luôn cả một bằng một cái bar rap luôn. Thì suýt thì gọi là mềm mềm cầu kỳ, nghĩa là dán đơn, còn tia lửa chính là tình yêu, mình không thể nào làm đơn giản hơn. Không có được biết là có một cái câu chuyện buồn Shijin có chia sẻ trên chương trình. Shijin mới mất mẹ cách đây một năm. Khi mà lên chương trình thì con cảm thấy là cái tinh thần của Shijin, là cảm xúc của Shijin, với là mình đang đè nén hay là mình đã thật sự vượt qua được? Tất cả là vì âm nhạc. Lúc nhạc được bật lên thì mình chỉ có feel theo nhạc thôi. Còn những vấn đề khác thì mình kiểu như là mình sẽ tạm gác nó lại. Nhưng mà mẹ Shijin rất ủng hộ Shijin trên con đường rap. Shijin có điều gì tiếc nuối khi mà chưa làm được cho mẹ khi mà mẹ còn sinh thời? Cái điều mà mình tiếc là có một cái lần mà kiểu mẹ gọi để chọc mình và ê con có tiền không gửi về cho mẹ xài chơi. Kiểu lúc đó mình đang có việc cho nên mình kiểu hơi cáu một tí. Và mình cũng định là kiểu Tết về sẽ lì xì mẹ nhiều thật là nhiều, nhưng mà không, mình không kịp. Trong cái lúc mà mẹ còn sinh thời á thì mẹ có ủng hộ cái con đường sự nghiệp của Shijin trong giờ rap không? Tại vì thường có thấy phụ huynh thường không ủng hộ con cái mình theo rap tốt cho lắm. Lúc mà mới bắt đầu á thì kiểu cũng như những gia đình khác thôi, kiểu không ủng hộ và cũng không cấm. Nhưng mà cho tới khi mà mình tìm được cho mình một mục đích sống và mình có thể tự lo được cho cuộc sống của mình thì kiểu ba mẹ mình yên tâm hơn.
Và sau này lúc mà mình lên TV thì kiểu mẹ hay đi khắp xóm để khoe. Fin Daily, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt.